Ui dồi ôi, con trắng kìa. Đừng, 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 anh bắn rồi, đừng có bắn nữa. Để in coi nó có gục không. Ui, đéo gục rồi, hai pin rồi. Từ từ, từ từ, từ từ. Để nó tự nó gục anh. Nó gục anh, nó gục anh. Ơi, nó quay lên, ui. Chào trọng son nha. Được. Đây, hôm nay ông sẽ ngắm được những con thú hiếm ở trong này ông. Má hôm nay toàn thú hiếm đấy ông ạ. Vào đúng map của mấy thằng thằng xịn xò rồi. Em có nhìn thấy dấu chân không? Đây đây đây, phần châu đây, phần châu đây, bịa châu đây. Đây rồi. Ui đây 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 đây. Ui giời ơi. Thấy không? Thấy không? Đi qua góc anh này. Đây luôn. 1 2 3. Con nào màu trắng chưa? Ui giời, 3 4 con màu trắng chứ còn không phải một con nữa. Toàn diamond thôi. Trời quẹ cái anh em thịt thục. Thịt đớt thịt. Cứ lấy một con đi anh. Đây nè, trời ơi. Hàng hiếm không ạ. À. Mấy phải chi mà map đây nay chừng 8 nữa, mấy nó mở map mai chừng 8 nữa anh em vô làm một tăng nữa không treo hết luôn. Xíu nữa đi kiếm lại có đấy mà. Cái bầy dưới này nó hay bị lát lắm, anh em mình có thể xuống hốt cả bầy đấy. Con này mày giờ ghép lại sư tử nữa rồi thôi. Quá đẹp luôn chứ còn gì nữa. Sư tử trắng nữa chứ mà một bộ trắng luôn không? Em mong là em lượm được con sư tử cái màu trắng thôi. Có. Ui giời nó nghe thấy rồi nè. Ui nó chạy à. Thấy không? Bắn đại đi, kiểu giáo thì nó cũng nhiều mà. Ơi con kia chết rồi kìa. À đéo đâu. Nhiều mà, lần này thường cái góc này nó hay bị lát lắm mà. Để coi có còn bầy nào nó bị lát ngoài nào. Cái chỗ này nó cực hay bị lát luôn. Đây, biết ngay mà. Nó đang còn một bầy đây này. Đây, chạy qua góc này. Nhóc con nào trắng à. Tôi cần con bạch tạng cơ. Thường nhóc cần. Đây, một con bị lát này. Từ. Ma nguyên bảy à. Nhóc con bạch tạng nào chứ. À đủ. Em bị rớt nước rồi anh. Một bầy ấy nè. Con đen này có lượm không? Con đen này lượm làm gì nhỉ? Nhưng mà thôi cứ lượm trước đi, cứ nhồi đi. Xíu sinh tính sau. Em bị rớt nước rồi này anh. Rớt nước có lên được không? Không. Sao lại không lên được? Được rồi, lên được rồi. Hồn quá, bị đứng. Má, tỏ đại mình à. Cứ nhồi một con đen, một con đỏ, xong rồi nhồi thêm một con trắng nữa. Ừ, đây nè. Anh biết là cái góc này nó hay bị lát, mà thì giáo nó lại lát. Ôi, mấy lầm, con này. Anh lượm hết đi. Nguyên bầy đây, nhưng mà thôi. Anh bắn hai con, anh rượt thêm con trắng thôi. Mà lỡ mày mình bắn nhiều quá, nó kích bà mình ra là sao? Anh lượm mấy con trâu chết đó luôn rồi anh. Anh lượm mấy con trâu chết, anh bán giùm em luôn rồi. Má hôm nay mày nhìn thấy đai mình dốc thèm rồi, nhồi luôn ạ. À. Đấy. Mà hôm nay anh em giàu vãi nồi luôn. Đến mai mới đập vào mặt thằng Quang Anh đây. Có con bò khoe hoài. Hôm nay tôi làm cho một bầy bạch tạng ạ. Khi nào mà em kêu bắn là bắn nha. Từ. Lúc nào mà hít thở là phải kêu đi. Ờ bắn nha. Ừ. Anh bắn 2 pin rồi. Bắn 2 pin rồi. Má còn đèn nó chạy lên kìa. Nhưng mà bỏ nó đi. Cứ rượt theo bầy kia đi. Rượt theo bầy trắng đi. Con đen nó kệ bà đó. Đây một con rồi nè. Một con chết ngay đây này. Hai con kìa. Ba con kìa. Đúng con này em bắn để em lượm. Diamond đúng không anh? Ờ, diamond chứ còn gì nữa. Con này cũng con diamond nè. Con đi ăn đấy. Ui, ui, ui. Con đi ăn này em, anh có, bắn. Có con chạy tới ủi mình sao? Thế từ bắn con trắng kia đẹp vào này.
Ui dồi ôi, con trắng kìa. Đừng, 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 anh bắn rồi, đừng có bắn nữa. Để em coi nó có gục không. Ui, đéo gục rồi, hai pin rồi. Con đen này bán thôi chứ còn để làm gì. Ôi kìa, gục rồi. Ôi, tại nó chạy về đầu mình nên mình không dám bắn vào đầu. Thôi con này nó bị ấy rồi, bị trừ rồi, nhưng mà không biết có con nào trên kia chết không. Ô kìa, anh lượm được con trắng, anh lượm được con trắng nào chưa? Chưa. Anh đã lên trên kia xem là con kia nó chết hay chưa đâu. Bắn đi anh, bắn luôn đi anh, bắn luôn đi anh. Nó con này nó trừ điểm chắc rồi. Nó chạy nó vừa. 3 pin rồi, đây này, đi lên trên này này. Chết này. Xem nó bị trừ không, chắc nó xuống gôn rồi. Trừ xuống rồi, em bán luôn nha. Ừ bán đi, bán, dốc cần. Kiểu gì chẳng gặp tiếp. Bây giờ em chạy lên chỗ, đến giờ sư tử chưa? Em chạy lên chỗ sư tử đi. Sư tử. Ok, vậy sư tử nha. Ừ, để anh tìm trâu cho. Sau lưng đi, sau con một trắng sau lưng nè. Con đây sau lưng nè. Đi sau lưng đi. Đây đây con một trắng đi, thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Được bắn nha. Được bắn nha, được bắn nha. Từ để khơi cái thế này bắn vào đầu con bà luôn. Để cho nó quay lại đi. Anh làm một pin rồi. Ô chết luôn à? Nó chết luôn rồi. Em về sư tử. Lâm đi. Mà phê quá em ạ. Diamond rồi, ok. Có trâu. Không hưu đâu. Trong này mình chỉ đi săn trâu, săn linh dương với săn mấy con sư tử thôi. Úi rồi lại trâu. Có một con trâu trắng thôi. Ui đây đây đây, lại trâu. Đây con đang ngủ này. Rồi ôi. Lại hốt thôi. Lại phải hốt thôi chứ sao nữa. Á chà. Ôi trời, nó thấy rồi mấy ông. Không trúng à? À đúng rồi, con chó nữa. Chó chưa bắn được con nào, con trắng thôi. Có, hồi nãy gặp rồi. Con kia éo cần biết là chết hay không. Bây giờ mình qua cái chỗ sư tử này xem là có con sư tử trắng nào không này. Con sư tử cái á. Phế nét lên luôn. Đây rồi, con gì đây rồi. Lại trâu nữa này. Con trâu trắng nào, trâu trắng thì tôi bắn. Đây, 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 đây. Hai pin rồi đấy, kệ bà nó, xíu nữa xuống sau. Tôi vẫn xuống cái chỗ sư tử này. Không, hình như là có thỏ đứng riêng nữa. Bè thỏ hay đứng riêng thì sao? Á chà, đây vẫn đai mình. Nó vẫn quay, nó ủi mình. Tuổi gì bây giờ mày, tuổi gì với tao, quay đây. Đấy. Ui nhầm nhầm. À, vẫn diamond. Cày tiền vẫn tốt trong cái map này. Diamond nó sẽ nhiều tiền hơn map thường. Giờ có lúc cầm súng ra lại không gặp thỏ.